Chào tất cả các bạn. Tới giờ cà phê sáng rồi các bạn. Đây các bạn nhìn cái ly cà phê quen thuộc của mình nè. Ly cà phê đá Sài Gòn. Quậy sột sột rồi các bạn. Rồi mời các bạn uống một ly cà phê đá Sài Gòn với mình nha. Đã các bạn. Giờ này mới có 7 giờ rưỡi à. Mà mặt trời nó dọi vô cái góc vườn mới hôm đây nắng nó chói các bạn. Thì các bạn đã xem qua những cái clip của mình đó thì cũng biết rồi đó. Ở đây thì nó rất là mát. Thì nhiệt độ bây giờ nó mới có khoảng 29 độ C các bạn. Nó có cái nhiệt kế đây. Thì mình cho các bạn xem nè. Để các bạn nói mình ông già này hay làm màu. Có gì đâu làm màu các bạn, nó chói lắm các bạn ơi. Đó mình uống cà phê xong rồi mình tiếp tục làm chiếc xuồng nè, chiếc xuồng của mình các bạn. Đó các bạn thấy chói chưa? Chút xíu nữa là nó xuống tới cái nền là nó chói dữ nữa các bạn. Giờ là chưa đâu. Đó. Thì hôm nay mình chia sẻ các bạn là uống cà phê sáng rồi ngồi tâm sự góc chia sẻ rồi chơi cho nó vui. Thì lý do tại sao mình gọi là cái ly cà phê đá Sài Gòn này các bạn, thì nó cũng có cái lý do, chứ không phải tự nhiên mình cứ sáng nào mình ra mình nói uống ly cà phê đá Sài Gòn. Thì chắc có lẽ cũng nhiều bạn thắc mắc. Thì thật ra nếu mà cái người Sài Gòn, cái người miền Tây á, thì nó cái cách sống, cái cuộc sống á, cái tư duy á, thì nó lại giống nhau. Còn ra miền Trung, miền Bắc á, thì cái khẩu vị của người miền Bắc á, miền Trung nó khác cái người Sài Gòn với miền Tây. Sài Gòn thì ăn hơi ngọt đường, miền Tây cũng ăn rất là ngọt các bạn, ngọt đường á. Thì miền Bắc á, thì người ta không có ăn ngọt đường mà người ta ăn bột ngọt, nước mắm rồi không có pha chế. Đó là cái khẩu vị của ba miền mình thì nó khác nhau một tí xíu. Thì vấn đề ăn uống vậy đó các bạn. Thì theo kinh nghiệm của tôi từng đi nhiều nơi á, đi du lịch á, đi xe ô tô các bạn, hoặc là đi phượt á, thì ra cái khu vực miền Trung á, hoặc là đi Tây Bắc hay là đi ra ngoài Đà Nẵng rồi đổ ra các bạn, mình vô quán mình kêu một ly cà phê á. À, ở đây á, Sài Gòn miền Tây thì mình vô mình cứ nói là cà phê đá, người ta biết là cà phê đen đá, nhưng ra ngoài phải kêu rõ luôn là cà phê đen đá, không khéo là người ta đem ra mà là cà phê sữa đá đó các bạn. Còn riêng ở Sài Gòn miền Tây thì mình cứ kêu cà phê đá là người ta biết là cà phê đen đá rồi, chừng nào mà sữa đá thì mình mới nói là cà phê sữa đá đó. Thì cái cách gọi của mỗi miền nó cũng khác, rồi cái phong tục ăn uống, cái khẩu vị nó cũng khác. Thì từ mé Đà Nẵng á, thì khi các bạn vô quán các bạn kêu một ly cà phê đen đá đó, hoặc là ra Huế rồi các bạn, khu vực phía Bắc á, thì người ta sẽ đem ra cho các bạn một cái cốc nhỏ như thế này, nó lùng cái này nè các bạn. Rồi người ta bỏ cà phê đen vô, đồng thời là khoảng 2 viên nước đá bằng ngón tay cái các bạn, 2 viên hoặc là 3 viên là cùng. Thì đem ra cho mình thì mình ngồi mình thấy uống cà phê đá mà cái cốc mình uống cái ly này nó quen rồi, mình uống cái ly cái cốc lùng sủng chút xíu vậy rồi quậy lọc cọc có viên đá bằng ngón tay thì uống thấy nó không có ngon, nó không có có đúng cái khẩu vị và đúng cái phong cách của mình. Rồi sau này á mình cũng phát hiện ra, lúc đó là những cái chuyến đi đầu tiên của mình đó, mình gặp cái tình trạng như vậy. Sau này mình mới phát hiện ra là do những cái anh em tài xế ấy, người ta nói là anh cứ vô anh gọi một ly cà phê đá Sài Gòn thì họ sẽ đem ra một ly cà phê đá y như vậy theo cái kiểu phong cách của người Sài Gòn đó. Thì mình mới vô mình những cái quán lần sau mình đi mình kêu cho tôi ly cà phê đá Sài Gòn đi, thì tự nhiên người ta đem ra một cái ly. Vì nó không có cái quai các bạn, cái ly này là ly bia. Thì người ta đem ra một cái ly cao như thế này mà đá cũng đầy, rồi cũng quậy sột 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 sột, đúng là phong cách của ly cà phê đá Sài Gòn.
Đó thì do những cái cánh tài xế người ta đi nhiều người ta hiểu, thì mình lần đầu tiên mình đi á, thì mình không có nắm bắt được. Đó, thì những cái anh em mà tài xế hay những người nào đi thường xuyên á, người ta biết khi mà ta đến quán rồi người ta gọi cà phê á, người ta kêu là một ly cà phê đá Sài Gòn hoặc là một ly đen đá Sài Gòn, thì cái nhân viên phục vụ người ta sẽ đem ra cái ly như thế này. Đó là tại sao mình hay gọi là ly cà phê đá Sài Gòn nha các bạn. Thì cái ẩm thực ba miền mà mỗi miền thì nó có những cái khẩu vị và cái ẩm thực khác nhau, thì mỗi nơi nó cũng có một cái đặc sản khác nhau. Thì ở Sài Gòn thì cái đặc sản thì phải là một ly cà phê đá đầy cao, đá nhiều và đập nhuyễn. Sau này là người ta dùng đá bi á, chứ đúng ra hồi xưa là đá bỏ trong cái bao vải các bạn, người ta đập nhuyễn ra uống mới ngon. Thì mà đá mình là đá tủ lạnh mà được đập nhuyễn ra. Đó thì chia sẻ các bạn chút xíu về vấn đề ly cà phê đá Sài Gòn. Tại nhiều khi các bạn không hiểu, nói ông già này cái sáng sáng ra ông mời ly cà phê đá Sài Gòn, là cà phê đá Sài Gòn là cà phê đá gì. Đó thì bữa nay chia sẻ các bạn ly cà phê đá Sài Gòn là như thế này đây. Mình xin lỗi là mình hay nghiện thuốc nha các bạn. Ngồi mà nói chuyện mà không có điếu thuốc thì, với lại mình ăn sáng nãy giờ mình chưa có hút, thì không có khuyến cáo là nên hút thuốc nha. Thì trong cái cuộc sống đó các bạn, nó có nhiều vấn đề lắm. Nhiều khi mình bây giờ các bạn thấy là mình chia sẻ các bạn trong những cái clip đó là xung quanh cái khu vực của mình, là cái chỗ ở của mình nè, mình cũng có làm một cái clip rồi. Theo yêu cầu các bạn á, thì các bạn thấy là mình sống bây giờ cái tuổi của mình là cũng U60 rồi, thì cũng không có còn bon chen ở đời nhiều các bạn. Cái công việc mình cũng gác lại rồi, bây giờ mình hưởng thụ là cái dạng như là cái cuộc sống đạm bạc của mình mỗi ngày thôi. Thì có gì mình dùng nấy. Đó thì cũng chia sẻ nhiều các bạn, thì cái cuộc sống mình nó đơn thuần là như vậy. Nhưng mà cái mình có một cái đam mê là thích đi du lịch đó, và đặc biệt là đi du lịch phượt nha các bạn. Phượt thì các bạn hiểu rồi, cái tiếng phượt thì sau này nó mới có thôi, chứ hồi xưa là mình nói nôm na là dễ hiểu là đi du lịch bụi á. Phượt là đi cái kiểu như là đi tự túc á các bạn, mà đi bằng phương tiện xe máy hoặc là xe đạp hoặc là đi bộ thì mới gọi là đi phượt. Còn nếu mà đi xe ô tô á, xe du lịch á, thì không có gọi là phượt. Thì nôm na cái từ phượt nó như vậy. Thì mình đi chơi mình thích, rồi mình quay lại những cái cảnh mà những cái nơi mình đã từng đến á, những cái điểm nào mà du lịch mà mình thấy đẹp mình chia sẻ các bạn xem cho vui. Hoặc là đi phượt vô những vùng sâu, vùng xa, vùng thôn quê các bạn. Cái cuộc sống đời thường của người nông dân miền Tây mình á, thì mình chia sẻ các bạn. Đó là cái niềm vui, niềm đam mê, niềm yêu thích của mình. Thì trong đó đi phượt thì cũng phải cần có một chiếc xe máy á các bạn, để mình đi đến những cái chỗ mà mình cần đến. Đó thì cái đam mê của mình từ nhỏ mình cũng đã thích xe rồi, thích xe máy rồi. Cái đó là mình trong cái vấn đề đi du lịch á, mình cũng có làm thêm những cái clip này về cái cách bảo dưỡng xe, cách chạy xe cho các bạn xem. Đó là tính cách là chia sẻ thôi, chứ mình cũng không có dạy. Ở đây là mình không có tự dùng cái từ dạy các bạn, không có dạy cách chạy xe côn, cách chạy xe ô tô hay như thế nào. Mình chia sẻ cái cách mình sử dụng xe đó cho các bạn tham khảo. Thì nó có vậy thôi, là cái đam mê mình. Còn nhiều bạn á, lên comment nói là mình nói tào lao là để kiếm view. Thì cái làm YouTube này cũng mình cũng tình cờ mình làm thôi, chứ trong cái đợt mà mình đi Hà Tĩnh năm 2017 á, thì mình đăng những cái trên cái dòng trạng thái Facebook của mình á, mình biết chơi Facebook là năm 2015.
bắt đầu mình chơi Facebook là năm 2015, thì mình đăng lên Facebook nhiều khi mình trực tiếp hay là mình live stream, mình thấy nó riết rồi nó cũng nhàm chán. Sao mình mò qua bên Facebook, bên YouTube á, YouTube á các bạn, thì mình đăng một cái clip lên thì mình thấy nó cũng dễ đăng, nó cũng giống như là bên Facebook vậy, thì mình có cái clip thì mình cứ đăng lên thôi. Thì cũng nhiều người xem, trong cái YouTube thì không có kết bạn, nhưng mà mình đăng lên thì ai muốn xem thì xem đó, thì cũng vài ba chục người đăng ký, rồi từ từ nó tăng lên vài trăm, rồi tới con số ngàn. Thì từ đó mình cảm thấy cái này nó cũng hay, nó cũng kích thích mình, mình cũng đam mê, mình tiếp tục mình đăng lên những cái clip mà mình đi chơi hay là đi du lịch đó. Thì cái duyên cơ là mình đến với YouTube là như vậy. Còn cái vấn đề mà quay phim chụp hình á, thì thật ra hồi xưa năm 1990 mấy là mình đã biết quay phim chụp hình rồi đó. Thì hồi đó thì nó quay bằng cái máy mà cái băng nhựa bự đó các bạn, băng cối á, không phải băng cối, băng nhựa mà băng video á. Băng cối là cái băng hát nhạc, thì mình cũng lại thích nhạc nữa đó, thì mình đã biết quay phim từ đó. Mình ghiền hồi năm 2000 là mình đã từng đi quay phim đám cưới, đám hỏi rồi, giác cái máy bự trên vai nè các bạn. Rồi cái máy nó bự lắm, nó to, nó dài một khúc vậy nè, nổ cái quần băng không là nó bự bằng cái đồng hồ này rồi các bạn đó. Các bạn nhớ lại những cái băng video nhựa hồi xưa đó. Thì qua năm 2000 thì mình cũng có sở hữu một cái máy quay mà băng nhỏ, băng cũng băng nhựa mà băng DV á, nó bằng cái quần băng nó nhỏ hơn cái gói thuốc lá này. Cái máy nó gọn quá các bạn, máy Sony nó gọn nhỏ xíu nè. Thì qua cái thời gian bắt đầu nó phát triển ra những cái dòng máy mà quay bằng thẻ nhớ, chụp hình cũng bằng thẻ nhớ các bạn. Hồi xưa các bạn nhớ những cái máy chụp hình bằng phim đó, mình phải đi rửa. Đó thì mình ở đây mình chia sẻ mình ôn lại những cái kỷ niệm của mình hồi đó, là cái duyên cơ nào mà mình đến với YouTube. Thì bây giờ cũng vậy các bạn, cái kênh của mình thật ra cái lượt người đăng ký thì nó cũng khoảng trên 10.000 à, 10.000, 11.000 vậy đó. Rồi cái mỗi clip mình đăng lên á, thì cái lượt xem nó cũng ít. Tại vì cái kênh mình, cái chủ đề nó cũng không có cái gì lạ lẫm, với lại những không có những cái tin hot á các bạn, không có tin giật gân. Do đó là cái lượt xem thì có một số là bạn ủng hộ mình thì xem thôi, chứ còn một số thì người ta không có xem. Do cái lượt xem ít á, thì cái tương tác nó không có, khi mà những người ta xem YouTube á, thì người ta không thấy cái kênh của mình, người ta không thấy những cái clip của mình, vì cái lượt tương tác ít đó các bạn, do cái lượt like, lượt thích từ ít đó, nó không có nổ lên phổ biến như những cái kênh mà nó hot, những cái tin giật gân. Nhưng mà có một số bạn nói là mình làm mình câu like câu view kiếm tiền, nhưng mà các bạn thấy cái kênh của mình như vậy là thu nhập nó đâu có bao nhiêu đâu mà để gọi là câu like câu view kiếm tiền. Thì tiền ai cũng ham các bạn. Nhưng giờ mình về già mình không có cái nguồn thu nhập nè. Ví dụ như nó có một cái nguồn tiền nào đó, tuy ít tuy nhiều gì mình cũng rất là mừng. Nhưng mà không phải mừng vì cái vấn đề đó, mà mình cố mình làm để mình kiếm đó. Thì được nhiêu là hay nhiêu. Đó, đây là mình chia sẻ trong cái cuộc sống, cái nghề làm YouTube của mình. Thì có một số bạn trẻ cũng lấy cái nghề này là một cái nghề chính. Thì các bạn đó phải năng nổ, sáng tạo. Các bạn phải đi săn lùng những cái tin hot, hoặc là săn lùng, đi săn bắt hái lộm gì đó, làm cho một cái sáng tạo, cho nó cái nội dung nó hay mà kích thích cái người xem, thì các bạn nó mới sống được bằng cái đồng lương của YouTube. Chứ còn mình làm chơi chơi, làm đam mê này, những người nào mà làm clip đam mê á, thì thật ra nó không có nhiều tiền. Nhưng mà cái đam mê của mình thì mình làm thôi. Ở đất Sài Gòn này á, nó có nhiều cái tin giật gân, nhiều cái tin hot. Như bây giờ nó đang hot về vấn đề mà
là bà Nguyễn Phương Hằng với lại ông Lương Y Hoàng Yên á, mình không có tham gia vô clip nào các bạn, mình đâu có biết gì đâu, mình tham gia mình nói, rồi mình nói không đúng rồi nói không ấy thì nó cũng phiền phức. Những cái mà hot nhất, những cái tin giật gân ở Sài Gòn, ở đất Sài Gòn này rất là nhiều, nhưng mà mình đều không có tham gia một cái câu chuyện nào hết. Cái hạn như năm vừa rồi cái vụ mà Tuấn Khỉ cũng vậy, nó sát bên mình cũng không có đi quay, thì cái đó lên hiện trường thì quay thôi chứ cũng không có cần gì mà phải phải chính xác về cái bị gì nó đang trốn, mà mình cũng không có tham gia các bạn. Thì những cái clip của mình nó chia sẻ cái gì mình hiểu biết được mình chia sẻ các bạn, chứ còn cái nào mình không hiểu biết á, thì mình không có chia sẻ, mình không có nói. Có thể là mình phải học hỏi thêm những cái gì mà mình chưa biết nữa đó. Thì hôm nay uống cà phê thì cũng có đôi lời tâm sự với các bạn, nói với các bạn là tại sao mình gọi cái ly cà phê đá này là ly cà phê đá Sài Gòn. Thì clip tới đây mình cũng xin kết thúc các bạn. Mình tiếp tục làm chiếc xuồng. Thì mình làm chừng tiếng đồng hồ, nghĩ các bạn nắng quá là không nổi. Cứ lai lai ra làm chừng nào xong xong chứ mình đâu có gấp gì đâu. Đó thì tới đây xin tạm biệt các bạn nha, hẹn các bạn trong những cái video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn nha.